Rồi chào buổi sáng cả nhà. Ở dưới đó cò nó cũng quá trời luôn, nhưng mà nãy nó ra nó bay đi, nó đậu trên chỗ này nè. Nhiều thứ ghê luôn á. Còn có mấy con à. Có gì hót không cho nó hót đi. Con lấy tay bụng nó bay lại à. Nó bay lên nhiều lắm. Rồi này chị đi ra coi ngàn khai nó nói sao rồi. Mưa trời mưa, mọi người thấy trời mưa không? Tối vô gió quá trời gió luôn. Này tối tôi với thằng ở trong cái chòi nè. Ê. Ui. Ha. Ừ. Vậy bạn. Sáng vậy hả? Vừa hỏi sáng rồi hả nữa hả? Ôi, có gió. Nó 4 giờ gió hì 4 giờ. Tôi tưởng y đang bão luôn á. Gió ghê rồi, không? Tối mình ngủ gì mà không có mưa, không có tạt ra. Có vậy? Để im quá. Có gió ghê gió. Ôi nội, cò quá trời cò luôn kìa. Giờ còn không đâm nữa nè. Thì đường sao ra ta? Mình đi ra, mình đi xe ra. Đường này quá trời luôn. Nhà mới đi từ trong nhà ra một cái dép vậy. Không kiếp không? Bên này rộng ghê, đẹp ghê. Nó xanh xanh nha, cả xanh rồi nè. Nhìn ơi, cái cảnh này đã quá ha. Rồi nhìn nè, nhìn đẹp ghê. Rồi chào mọi người đã trở lại. Bây giờ chờ tụi mình sẽ tiếp tục anh Tỏi với anh Tư đi đi bắt con gì nữa Tỏi. Giờ xuống mình đi vô rừng. Xuống dưới chứ rừng á. Ở rừng là rừng cây nước hay là cái gì ta? Nước. Nước. Cặp gì mà bắt con ấy. Cua biển kêu chù ụ ba khía gì là gặp bắt hết. Không có tha con nào. Nay cho anh Kha nó bắt ba khía cho ba khía kẹp nó biết cái mồi ba khía kẹp sao nè. Khó quá mình bỏ qua. Sao bỏ qua được? Kẹp cho biết không, bị kẹp chứ. Bắt thì được nhưng mà khó quá, bỏ vấn đề là kẹp đi. Không á, không kẹp à. Mày cắn thôi. Cắn thôi. Kẹp. À, cái rừng đứt bên kia quá trời luôn nè. Quá trời rừng đứt luôn. Đây thì bùng, đây bùng dẻo ghê dẻo lắm. Mát quá, gió ghê. Thấy cái rừng mình đó quá trời luôn nè, nguyên cái dải rừng đây nè. Không biết là anh Tỏi có dắt mình vô rừng đó không hay là vô trong mấy cái nhỏ nhỏ gần đây. Ở đây chắc cá nhiều lắm luôn nè. Ta trà thôi, người ta vô ta nuôi nha. Nhỡ không phải nuôi mà người ta kêu bằng mình bỏ trà cái mình nhử cho cá nó vô. Nhử cho mấy cá ngoài tự nhiên nó vô. Làm nó vô nó ở rồi sao mình từ từ bắt từ từ ha. Xà đập á. Xà đập bắt từ từ. Nè, ở đây thằng cua be móc lên nè. Ở đây ít bụng hơn nè. Hai con cá luôn. Bây giờ sầu huyết quá trời nè mọi người. Giờ sầu huyết á, nó bị chết á. Còn cái vỏ không à.
Ờ cái gì hả? Bự gì hả? Hả? Cái đó mà ông không ăn gì anh? Hả? Thì bắt bỏ xô đi, bắt đại đi. Cá nhóc mà. Lúc tôi đã đạt nó ngồi đất lúc. Ờ, cái gì vậy? Anh cho mà bỏ vô cái xô, em bỏ bên cá vô đi. Bỏ cái xô luôn đi. Cái gì cái ở cao sao? Thôi lội nó nhìn nó bò qua anh trời. Nó lội nó lội qua kìa. Thôi lội nó bò qua đó. Thôi lại. Bắt rồi. Bắt đi. Đi theo anh kia đi. Con rồi. Ờ ba con đá luôn. Đây anh đi trước mình không thấy. Ờ cô biển này là trong cái xô hồi nãy. Ừ. Hai cá nữa. Cô biển này là chưa bắt được nha mọi người. Có được con ba con đá của cô biển là trong cái xô hồi nãy. Ở nhà có. Ở đây đâu có cô biển hả anh Tân? Có. Mình đâu bắt được hả? Hả? Mà nếu mà bắt vậy là bắt ở đâu anh Tân? Ừ. Biển không bắt dài nè mà nó... Trong hang bự phải không? Ít ở hang này nó biển ta bắt được tôm bầu cả. Tôm bầu hả? Sao bắt được hay à? Tôm ngóng buồn tôi nè. Vậy luôn á ta. Ờ. Chúng tài gì bắt được phải không? Cá ở tép cá nhiều đến mức mà ấy căng con ấy. Sao? Gì đó gì đó. Không lại. Mất tiêu rồi. Hàng sao qua đá nhìn mới là nó không, còn mấy hàng nhỏ này là hàng gì? Ở nó nghe con tép chưa vô quần tôi nữa nè, nè nó chưa vô quần nè. Ồ tép bật tép bật đất luôn mới chịu. Ồ tép bật đất luôn mới chịu chứ. Có luôn hả? Đọc tay vô ghê không? Nó nhảy nhiều tới mức mà nó chưa vô quần luôn nè, ghê thiệt chứ. Đó, bắt con gì hả? Cua đá, con cà bị cua đá kẹp nè. Bậy bạn. Hả? Không có nói vậy. Sao? Này hai bên sao đâu? Mày được không? Ôi đại lâu lo đại lên. Lấy cái bụng á, ốp nó lại. Thùng lắm. Rửa. Thủ thế kẹp cái càng là vậy nè, dễ. Nó cầm lên cái cây. Dễ gì kìa, được tươi. mà bự hơn mấy con cua đá mình mua ở Hà Tiên vậy đó. Có luôn hả? Con cái gì? Hả? Em bị đứt giò nè. Dạ? Cái gì? Mà bự vậy hả? Ở sâu chứ hả? Đó, cái cây nó nằm rồi luôn. Thấy dạ? Cái miệng răng. Đâu, đâu vậy đâu? Nè. À. Nè. Cá chảo. Ờ cá này cá bóng sậy chứ cá sậy gì? Ở đây kêu bóng sậy. Em quên lấy thêm cái con mồi mình bỏ vô ha. Cái kẹp chung cua nó. Đấy, trò nè. Tôi biết hả? Ừ. Sống không? Đó nghe tôi biết nè, bắt luôn. Tôi biết sao mọi người. Đây nó bò lưới ra. Sao nó bò được ta? Đi dưới hả? Dạ. Dưới lưới hả? Này nè nè kha. Nhiều khi nó cắn lưới. Nè kha. Tại lưới lủng lỗ nhóc mà. Ôi còn nguyên con luôn. Ấy cái hang nè. Nè. Từ từ. Con hang thông nằm đâu à? Chơi thò thôi. Con nó đi đâu? Có tung luôn. Đó. Chuyện tôm tích đó. Có luôn hả? Ừ thò cái thôi. Hết quá đại. Từ từ. Hết quá luôn anh thôi kìa. Ủa. Nó đi vòng dữ hả? Nặng
Thôi quá luôn rồi. Đụng gì không? Nè, đụng tay em này cũng có gì. Rồi vậy đó không có rồi. Sâu ghê luôn. Này đi, dẫn xa đi dọc bụng. Thôi sao biết con nào sống nào chết anh trời? Cái gì? Sao hả? Ở hang, ở cái ổ, cái mánh của nó mà. Nhìn nhìn biết nó sống không? Đi xa mình quá này kìa. Đó, anh đi xa hả? Chở nhiều ghê ha. Nè, đường đây nè. Đây, đây. Tại con cua đá hay gì á? Trong cua đá con. Cua đá con không? Cua đá con luôn hả? Ừ, thả đi. Sao thả không? Thả đi, thả đi. Nó sọt nó xì lên nè. Sọt xì. Thả nó về đi. Thả nó về đừng đi. Đây có thể là con sọt. Hả? Sao? Sao anh đấy hả? Sọt tay cho hả? Sọt nè. Vậy là con sống ha? Đang con. Hả? Ừ, nó có cái miệng nè. Ôi đã. Còn sống nhăn luôn. Nè, bắt đi. Ờ, nó đó, nhìn bắt đi, bên đây bắt đâu đi. Còn biết á mọi người. Nhiều tới nhiều quá, nó trong lưới nó ra là ở ngoài bùn nó nhiều quá. Anh trỗi ở đây quen mới biết, mình biết con nào sống nào chết chứ còn mình thua rồi. Trong nhìn là biết con cái hang nào sống nào chết ha. Ôi được nè, 6 bảy con luôn, 6 con luôn rồi nè. Hả? 6 con. Cái thật quyết hả? Cái hang này có con cua ở đây nè anh Trỗi. Còng đó, còng nãy đó. Con quyều á. Nè nó chạy lên nè. Bắt nó đây. Nè. Giống mà khí vậy. Hả? Nó chạy lẹ dữ. Bắt khá. Mà cái của nó sướt. Dạ, ở nó dạy gì hả? Sướt đau lắm á, cái mè á. Ờ, con quêu hả? Thôi, cái càng nó cái bự nè. Nhưng mà có mấy con này, ở đây người ta không bắt. Thấy chưa? Thấy mà thấy nó đen đen, nó có cái lỗ. Này chính nó chết không? Đây con, đây con. Hay vậy? Đây con, đây con. Nhiều vậy hả? Đây con nè, đây con nó bự. Hay là biết con bự luôn. Cánh cười. Bây giờ đi bắt không biết không cũng ngon nữa. Ừ. Ờ anh Tư anh đi rút đẳng này kìa. Đây đây dài. Ờ còn cái này gì anh Trỗi? Cái gì vậy? Con mẹ sò đó. Hả? Cái con nữa hả? Con gì vậy? Mẹ sò. Là sao? Nó tự tự nhái vậy đó, ngứa lắm á. Đụng tới nó chết tua nè. Con bè con gì? Dạ. Nó bắn nước rồi kìa. Ừ. Con gì ghê hả? Mẹ sò hả? Đụng vô này ngứa nó nè. Như suối vậy hả? Nó nước cạn á, nó mà nó chạy lên á. Có mấy con đó rì chứ. Là tức là nó giống cái con suối đúng không? Ừ, nó bắt con mò, nó bắt nắm sọ luôn. Đâu nãy giờ một túi áo luôn rồi. Ủa một áo luôn rồi. Đây. Cá gì mọi người ơi? Cá hả? Cá để vô thời có nghe. Hang cá hả? Ừ. Thì là con Trỗi hả? Còn anh Tư anh đi lúc đáng. Nãy giờ được mấy con anh Tư? Chục con rồi hả? Ngon rồi anh ơi. Rồi anh đây trút trúng cái sọ nữa. Chắc hang mấy thằng gì nè. Hang cá hả? Ủa không? Ủa sao vậy hả? Trời ơi, con tôm tích bà con ơi. Tôm tích biển hả? Ừ. Thôi bắt tôm tích luôn. Ở đây đều đủ thứ ha. Nãy anh đi nói rồi mà. Bắt rồi ok. Đi kìa. Ừ, đó, tôm tích bữa mình đi ra Hà Tiên mình ăn á. Ừ. Nó kẹp không anh ta rồi? Bún. Hả? Bún. Bún nè. Nhát đuôi đó, đây bẻ đuôi đó. Cái giò tước hả? Nó như con cầu cào vậy đó nè. À. Bún tách nè hả? Nè, nè, giò. Ôi, bún rồi. Đó. Nè, cho nó vô ba lô luôn. Đó. Bắp đầu. Trời ơi, liều hả? Bắp đầu nó cho chết đi. Sao nó bún không sao? Anh cho bẻ cái đuôi nó đi. Rồi nó hết bún còn nhưng còn đuôi chết. Rồi. Nè. Nè nó ảnh ảnh kìa. Bún rồi. Đây đó, ở đây đi bắt cá đã thiệt chứ.
gì xịt nước dưới à? Có gì hả? Ôi cá. Ôi cá. Cá. Vô luôn. Vô nữa hả? Vô luôn. Thấy không không ấy ha. Ê con sợi kìa, sao đây ha? Thấy không? À, đây nè. Ừ đúng rồi. Em nè, em giờ em thấy rồi, em thấy là bắt liền. Ờ trong đó cái trong vô đây bắt được không? Còn lưới thì nó vô đây quá to. Ờ lưới là nôi rồi, con tao tao bắt được. Mà em thấy nó cũng có số chết anh rồi. Em thấy là cũng có vỏ nhiều, cũng có số chết ha. Bên này chắc khó sò quá. Hả? Tỏi đang đi thọt hang. Đây nè, sao hết được bạn? Hả? Đây nè. Còn không? Còn. Tại đây tôi thấy hết lưới rồi nè. Nó chắc là nó chạy ra. Mà chắc tôi nghĩ còn. Còn không anh rồi? Nè. Dạ. Này là còn không? Dạ. Còn sò không? Em thấy nó này hết nuôi rồi, ta nuôi đằng khu kia không? Này ta còn là vỏ không? Này chịu về đây lắp tò đi bán. Bắt sợ đi bán, con ta bắt đi bán nha. À ừ, đúng rồi. Chưa? Hay quá khai. Ngày 2 kg à, nghĩ anh? Mà đâu phải nước nào đâu mà băng nước cũng cũng thuận đâu phải không? Hả? Cộng đâu đáng gì. Nó ngon, trời bự luôn. Hả? Trời ăn bự luôn. Coi 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 cái lỗ. Lên nè. Ê ê ê. Được không? Được không? Vô luôn, vô vô. Được không? Được không? Có còn nữa không? Thấy nãy giờ được nồi thấy chưa? Nè. Ờ. Trời bá luôn. Ơi. Đi. Còn nữa hả? Chặt nhách đó nè. Lên đâu? Được cái. Đực cá hả? Biết luôn. Cậu trong hang kêu bằng đực con cái hả? Ờ. Để cho em mò mò dài dài đây, bắt sò dài dài đây. Khá khá khá. Nè nè. Chỉ là đúng chính xác nha bạn. Đó. Nè hả? Nè nè, ở trong cái hang này. Đây nè, chính xác rồi. Đúng không? Ừ. Tôi cũng hay lắm chứ bộ à. Để tôi lo bắt cá tôi cũng thấy á. Tại bạn không thấy. Đây nhiều ở đây. Bắt con khá chứ bộ. Chết không? Bắt con gì anh đội? Tôi tích kìa. Được coi tôi tích kìa. Bắt ha. Anh phải bắt đầu cho em tụi em chứ. Như vậy nó bỏ vô trong cái áo của Kha nó chỉ Kha rồi. Ôi nó bụng. Cắm đầu xuống này. Ờ, trời chỉ mưa luôn. Cái ảnh lại đây được rồi. Ơi, anh bắt gì ạ? À? Lên bắt dạy thêm cua dạy cua đá nó dây được anh đó rồi. Ừ. Trời chỉ mưa rồi anh ơi. Không tới giúp rồi. Sao anh? Sao anh Tư? Vô quá. Được không? Bắt gì ạ? À? Mấy con hào nè. Ôi, được hai con hào chà bá luôn kìa. Đây còn. Bốn hào còn nữa không? Để bị kín thôi. Cô đá lại rồi đặt kia nè. Ôi. Ôi, một đống cua đá luôn nè. Ngon quá. Bỏ vô luôn đi Kha. Đổ tại vô đi. Sò huyết nè. Thấy cái ba lô em giữ không? nặng sô rồi đó. Nội hay. À, đi vòng vòng qua anh ba đi. Theo cái lần đúng này hầu như có nào nữa. Đi qua bà kia bà bắt ấy đi. Bắt, không vậy anh đưa cái sâu cho anh Kha cầm đi. Nè em cầm cái sâu cho. Qua bắt trộn đi. Đi qua bắt trộn. Mà nay mà đi mà màn hình có bị lắc thì mọi người thông cảm nha. Tại vì đi dưới mương á. Dưới sông. Đi dưới sông lớn dưới đây với lại nó dưới đây miễn hào với miễn sò này kia nhiều lắm, không dám đi mạnh nên nó đi nó hơi bị lắc, mọi người thông cảm. Nước trong đập chảy ra nhiều dưới lên rồi, nước trong đập chảy ra ghê.
hả? Con chuông ra hả? Con gì ạ? Tép rồi Khai, anh tỏa bắt được tép rồi. Cái đó nữa hả? Hay quá. Ôi, chạy lên kìa. Chạy lên, lên đó rồi. Được không trời? Ờ bắt bằng hai ngón tay luôn, nó ghê chứ. Hỏi mưa rồi, chết rồi, sao giờ ta? Mưa rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ hiện tại thì chơi được trong rừng rồi mọi người, bớt mưa rồi. Mưa nó không vô được trong đây. Rừng nó dày đặc quá. Rừng nước nè. Mọi người thấy em toàn là để đẩy nước không à? Anh trỗi với anh Kha thì đang đào trụ vậy đó. Trụ nó bự hơn ba khía hay sao anh trỗi? Mà tại sao kêu bằng con trụ mà tại sao kêu bằng con ba khía? Nó khác nhau. Khác hả? Còn cua đá là khác nữa phải không? Ừ. Đó, tụi em tưởng cua đá là ở trong hang. Con đá kêu bằng cua đá. Ừ đúng rồi, em tưởng là cua đá là ở trong đá. Có đụng nó không mà môi chứ hả? Có đụng. Em lại đắng. Ây dạ. Đường nó khó đi thôi mọi người ha. Cây không à. Anh trỏi phải thò hết tay luôn. Ôi con nhon nhon. Chứ coi cái chờ đợi anh trỏi bắt được con bự không? Quay cho mọi người coi con chuột ủ ra làm sao. Chứ thật ra mấy anh cũng không biết con chuột ủ ra làm sao luôn. Hang nó nhiều lắm rồi mọi người. Dài dài đây là hang của nó nè. Nhưng mà hang có hang không chứ không phải hang nào cũng có. Kiến không đào với cụ đá thốn lắm nha. Cụ đá hai càng nó cứng ghê luôn á. Được chưa? Đó, lên này nè. Ơi. Rửa cho mọi người coi. Rửa coi cho mọi người coi con trụ. Gió quá. Tại vì trời mưa gió quá. Em thấy nó khác ba khía nhiều quá chứ. Gì đó. Nó có trứng hay rồi, con này có trứng này. Ừ, cái có trứng này. Nè, chỗ ủ nè. Nó ủ hơn hen. Tròn hơn. Nó tròn hơn. Chỗ vô hang nữa à. Rồi bỏ vô đi anh. Đó. Ngọt. Một xô cơ đờ, một xô ấy luôn. Sò. Kiếm được ăn dễ. Ở đây kiếm được ăn dễ thiệt. Vô, giờ vô trong nè. Vô trong phải không? Anh tôi bắt gì anh tôi? Bạc khía. Hả? Bạc khía. Ủa chắc đây có bạc khía nữa hả? Bạc khía hay châu ụ? Bạc khía. Bạc khía chứ không phải châu ụ. Bạc khía nó ở cạn hơn ha. Cũng vậy, nó nhầm hang. Nó sâu cạn nè. Hả? Có hang mà không biết sâu cạn. Bây giờ khó đường trong nước dày dày chặt quá, bây giờ thôi mình đi xuống bắt sò quyết đi anh trỏi ơi. Cơ bộ nó ngon hơn anh ơi. Đi. Thôi đi xuống bắt sò quyết đi. Nó khó quá. Chèn cái sản phẩm xuống anh trỏi. Để em làm được tay là ấp hết. Chèn cái thu nhập xuống đi. Có không? Được bốn con ấy á. Nó chà bá luôn. Con hào hả? Chết rồi, giờ sao tôi xuống ta? Đây ẩm xuống nè. Thôi bỏ đi. Ây dạ. Hả? Con gì anh Tư? Cua đá. Ủa? Bắt gì bắt dài dài bắt cua đá ngon hơn bắt con gỗ đó anh Tư ơi. Được không? Đúng rồi ha. Mấy hang nhỏ này là hang của con cọng gió nè. Cọng gió. Chạy đâu?
Đó, cua đá nè. Này cua này bự không à? Ừ, cua bự không, không à. Nó không giống như bò đợt mình đi mua ở Hà Tiên. Ừ. Tiên nó nhỏ. Nhỏ mà 100 mấy một ký á. Đó. Cua này càng càng bá luôn kìa. Đó, giờ mình thấy cua đá chưa? Nè, mình có làm món được cua đá nữa rồi. Ờ, trong đậu để nhiều quá trời luôn, bắt thọt vô đụng rễ thọt tay mình không qua được. Bắt cua đá ngon hơn bắt trụ. Nước dậy nóng ghê luôn ha. Có gì anh tự? Ờ, trong dưới nước có được cua đá luôn. Gì nữa hả? Còn nữa hả? Hay con hay gì? Hai con hả? Đó đang con của đá này nè Khai. Ừ, bự. Hả? Nó kẹp. Nó gì vậy? Ôi, nó chặt quá không? Trời ơi. Đã quá. Rồi bây giờ tình hình là lên được tới bờ rồi, hơi bị mối giò à. Nhưng mà vui ghê luôn á, mọc sôi luôn à. Anh cởi sách lên trước nè, bây giờ để chuẩn bị về tới nhà xong mình rửa sạch rồi cho mọi người coi bả được bao nhiêu nha. Ôi đã ghê luôn á, tôi bị đứt giò luôn rồi nè, đứt ở dưới miệng. Ờ miệng ấy luôn nhiều lắm. Miệng hả? Không cạn không sao. Đi nè, lên đi nè, tôi mới nhớ cái trò vậy nè. Vậy nè. Ừ. Vậy nè, vậy nè. Chứ không dám đi bụp xuống ngàn, bụp xuống là dính đòn liền á. Là mình cái biển nó cắt mất. Cắt trầy không sao. Anh Tư bắt được con cua biển thôi chứ. Anh Tư là siêu sao luôn. Anh đi, ở đây chắc có cua biển hả anh Tư ha? Có. Đó. Có cua đá gì ạ? Có, được con cua. Được con cua ấy. Có cua đá đó cả. Bao tay của anh trỗi luôn. Ừ, hao, có hao cua đá. Chú cho mọi người dọn tôm bơm cái chú. Giờ bỏ lại vô đây nè. Không, con cua này là con cua này mình ở nhà, cua này ở nhà. Cua này ở nhà không tính. Còn cua nhỏ đâu? Cua này không tính. Cua kia đâu? Còn cua này cua kia. Đâu rồi? Khoái rồi, khoái rồi. Có một tin tức nữa. Tôi sợ của mình tôi vô giờ tôi cái không. Anh Nam Vũ đâu rồi? Sao về rồi? Đó, đâu quá con cua nhỏ đó. Một rổ luôn nè mọi người. Tâm tích. Để cho lấy máy điện ấy. Để máy chơi nữa. Chơi chút liền về. Vũ. Trời ơi, có chai đó, nhâm nhi bạn người lên nửa ly về. Rồi sáng giờ phụ mệt luôn nha. Bóc cái đá rồi mà bỏ nó thôi. Về dùm tôm, ta không gấp mà ở đây đó. Con chơi đi, cứ giờ đi, cứ giờ đi. Mỗi 2 giờ mấy. Để con ba đây, mấy điện Vũ. Nó là cua đó. Rồi đã. Lấy thịt, cái sạch cái này. Rồi bây giờ tạm biệt mấy chú, mấy anh với mấy chị, mấy cô. Chào tụi con xin phép con về nha. Rồi, chú, tạm biệt. Khác gặp lại. Dạ, dạ. Rồi, hẹn ngày gặp lại. Khi nào mà em có xuống em sẽ đánh dây đồng em. Đánh dây đồng. Không thấy thấy mình còn đánh dây đồng là xuống. Dạ, về chú ơi. Dạ, dạ. Về luôn coi. Chỗ thôi chơi, chỗ gì vậy? Rồi, về đi chị ơi. Rồi chuẩn bị lên xe về thôi. Đi lên lên bãi đồ về. Bỏ về không bỏ? Con về không? Về. Về hả? À?